Xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Wintran, được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của tôi là Dr. Wintran Official. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về chữa trị bệnh đậu mùa khỉ, những cập nhật mới nhất về cách lây lan, vaccine và thuốc kháng virus. Thì cách đây vài hôm, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, tại vì số ca nhiễm bệnh đã lên tới gần 17.000 tại 70 nước trên toàn thế giới. Thì trong cái video này, tôi sẽ nói kỹ hơn về các loại virus gây ra bệnh đậu mùa khỉ, những cái triệu chứng và cách lây mới hơn, nói về hai cái loại vaccine mà chúng ta hiện đang có, và chúng ta nói về thuốc đặc trị. Thì trong livestream số 402, tôi có nói cách đây một vài tuần, thì tôi có nói sơ về bệnh này. Bệnh này lúc đó mới có phát triển thôi, nhưng mà bữa nay thì tôi sẽ nói kỹ hơn. Đầu tiên, chúng ta nhớ lại xem bệnh đậu mùa khỉ là bệnh gì. Thì đây là một cái bệnh gây ra bởi virus monkeypox. Đây là cái virus họ Autopox, là một trong những cái loại virus mà cái gene của nó có hai cái chuỗi DNA. Đây là một cái họ có nhiều virus khác nhau, ví dụ như là variola. Đây là cái loại virus mà gây ra bệnh đậu mùa. Vaccinia, monkeypox và cuối cùng là cowpox. Thì tất cả những virus này nó có địa điểm chung là nó hai cái chuỗi DNA gene trong cái cấu trúc của con virus này. Thì virus này nó khác với lại virus SARS-CoV-2 là chỉ có một cái chuỗi độc thân vui tính RNA mà thôi. Quý vị nghe tôi nói nhiều về COVID-19 chắc là nhớ. Một điểm khác quý vị cũng hiểu là nếu mà bệnh nhân nhiễm một trong những cái virus thuộc cái họ Autopox này thì họ có thể miễn dịch với những cái loại khác cùng họ. Tôi ví dụ như nếu mà chúng ta có kháng thể đặc hiệu với virus bệnh đậu mùa thì chúng ta có thể có kháng thể chống lại virus bệnh đậu mùa khỉ. Thì những nhà khoa học dựa trên những cái nguyên tắc này để mà tìm tòi và nghiên cứu những cái vaccine hữu hiệu hơn. Thì năm 1980, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố là chúng ta hết dịch đậu mùa, tiếng Anh gọi là smallpox. Thì đây là một cái loại bệnh mà do virus variola. Bệnh này thật sự mà nói đã gây đau khổ cho nhân loại chúng ta mấy ngàn năm nay, và cho tới năm 1980 thì chúng ta mới gần như là không còn trên toàn cầu. Thì từ đó tới nay chúng ta không có chích ngừa nữa. Vì vậy cái hệ thống miễn dịch cộng đồng cho các loại virus họ Autopox này nhìn chung là không có mạnh, không có nhiều. Và đây cũng là một trong lý do mà bây giờ nhiều quý vị hỏi tôi là có nên đi chích ngừa bệnh đậu mùa hay không. Xin thưa là bây giờ chúng ta không chích, đơn giản là tại vì hồi xưa chúng ta không có bệnh này. Thì có một cái nghiên cứu gần đây đăng trên tạp chí Nature, là một trong những tạp chí nổi tiếng về khoa học. Thì họ nghiên cứu phân tích virus monkeypox và xem là có cái biến thể thay đổi gene gì hay không. Thì cái điều đáng lo ngại là họ lấy cái con virus năm nay và họ so với năm 2018 thì họ thấy có cái sự thay đổi lên tới gần 50 cái đột biến trong cái gene. Đây là cái điểm đáng lo ngại là tại sao? Tại vì virus monkeypox nhìn riêng hoặc là virus họ Autopox, tôi nói lúc nãy là hai cái chuỗi DNA nó đi song song như thế này. Thành ra cái khả năng nó tự kiểm tra, chéo với nhau sau khi nó tái tạo con virus mới, để cho con virus mới nhìn giống cha mẹ của nó là gần như chính xác 100%. Thành ra cái lỗi mà sao chép nó ít có xảy ra hơn so với virus chuỗi di truyền đơn, ví dụ như là RNA của SARS-CoV-2 mà gây ra bệnh COVID-19. Thì nói như vậy để quý vị thấy rằng là đây là cái điểm đáng lo ngại, tại vì chúng ta không có nghĩ rằng một cái virus có cấu trúc ổn định như thế này mà có nhiều cái thay đổi gene như vậy. Và đây cũng có thể là lý do tại sao số ca tăng rất là nhanh, chỉ trong vòng một vài tuần mà bây giờ lên tới con số gần 20.000 ca. Dù vậy, cái bệnh này vẫn là một trong những bệnh rất hiếm quý vị nha. Và một cái điểm khác tôi muốn nói với quý vị hiểu là chúng ta biết nhiều về bệnh này và chúng ta có vaccine, chúng ta có thuốc chữa bệnh này.
So với COVID-19, ở giai đoạn đầu thì chúng ta không có biết gì hết. Tôi nhắc lại tí xíu về các triệu chứng và các phát triển bệnh là như thế nào. Thì sau khi bệnh nhân nhiễm virus đậu mùa khỉ, thì sẽ có khoảng 1-2 tuần họ không có triệu chứng gì hết, gọi là thời gian ủ bệnh. Thì sau cái thời gian ủ bệnh này, thì bệnh nhân có thể bắt đầu bằng những cái triệu chứng không rõ ràng như là sốt, mệt mỏi, nhức đầu hay là thấy yếu người. Cái điểm quan trọng nhất để phân biệt bệnh đậu mùa khỉ và bệnh đậu mùa thường là bệnh nhân bệnh đậu mùa khỉ thường họ có nổi những cái hạch sưng, thường là ở dưới nách hoặc là khắp người. Thì sau giai đoạn này, bệnh nhân vẫn bắt đầu có những cái triệu chứng nổi mẩn trên da. Quý vị nhớ nha, 1-2 tuần không có triệu chứng gì hết, rồi bắt đầu những cái triệu chứng không rõ ràng, rồi bắt đầu nổi trên da, có nghĩa là mất một thời gian mới thấy những cái triệu chứng trên da. Thì các ban mẩn đỏ trên da phát triển vào 4 giai đoạn. Đầu tiên là nổi những cái đốm đỏ trước, những cái ban đỏ, rồi sau đó những cái chỗ này nó sưng phồng lên, rồi đau nhức, tích tụ nước, từ từ nó căng căng lên, giống như hình từ trang web của CDC ở đây, rồi nó vỡ ra, nó có mủ. Và khi những cái này vỡ ra thì rất là ngứa, và bệnh nhân ngứa, bệnh nhân gãi, và cái tiếp xúc đó có thể tiếp xúc với người khác, khiến cho chúng ta bị lây. Thì sau khi bệnh phát triển như vậy thì nó kéo dài khoảng chừng 2-4 tuần, rồi sau đó thường là nó lành. Với một số ít bệnh nhân, bệnh có thể nặng hơn, và trong một số hiếm trường hợp có thể dẫn tử vong. Thì mức độ nặng hay nhẹ tùy theo cái tình hình sức khỏe cơ địa của mỗi người, người đó bao nhiêu tuổi, có bệnh lý nền hay không. Và cái loại virus hiện nay thì có hai chủng đậu mùa khỉ. Một là West Africa, cái loại này nó nhẹ hơn, và cái loại Central Africa thì nó nặng hơn. Một cái điểm mới gần đây mà nhiều nhà khoa học đồng ý là bệnh đậu mùa khỉ này có thể lây qua đường tình dục. Đây là cái điểm mới cập nhật so với những cái lần nói chuyện trước của tôi. Là tại vì khi mà chúng ta hiểu về cái cách virus này nó phát tán và lây lan, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái việc mà lây qua đường tình dục là hoàn toàn có khả năng. Đậu mùa khỉ thì có thể lây nhiễm qua nhiều đường khác nhau, nhưng mà chủ yếu là tiếp xúc trực tiếp giữa người và người, hoặc là tiếp xúc trực tiếp giữa những cái mẩn đỏ mà để cho cái dịch nó tiếp xúc với nhau, chất dịch mũ hay là cái dịch trong cơ thể. Thì dịch ho đờm mà ở gần hoặc là ôm bệnh nhân hoặc là gần mà tiếp xúc với những dịch như vậy vẫn có thể bị bệnh. Chạm vào vật dụng mà có những cái chất dịch của bệnh nhân bệnh đậu mùa khỉ, chúng ta vẫn có thể bị lây nhiễm. Mẹ có thể lây cho thai nhi qua đường cuốn rốn, và chúng ta tiếp xúc trực tiếp với những cái động vật mà bị nhiễm đậu mùa khỉ, chúng ta vẫn có thể bị nhiễm con virus này. Bây giờ tôi nói tí xíu về vaccine dành cho bệnh đậu mùa khỉ. Là những vaccine này đã được cơ quan FDA Hoa Kỳ chấp thuận từ năm 2015. CDC chỉ khuyến cáo là chích vaccine cho những ai đã mắc bệnh này hoặc đã phơi nhiễm với bệnh đậu mùa khỉ, hoặc là những ai có rủi ro mắc bệnh này cao. Tôi nhắc lại một lần nữa, chỉ dành cho một cái số nhóm ít quý vị mà thôi. Thành ra không phải quý vị nào cũng đến tới văn phòng bác sĩ. Bác sĩ ơi, tôi muốn chích đậu mùa khỉ. Không có quý vị nha, quý vị phải nằm trong cái nhóm rủi ro cao thì thường chúng ta mới yêu cầu vaccine hoặc là chúng ta dùng thuốc điều trị. Những cái người thân và người tiếp xúc gần với bệnh nhân đang mắc bệnh đậu mùa khỉ, những viên y tế, bác sĩ, điều dưỡng, những người mà tiếp xúc với bệnh nhân có thể là mắc bệnh đậu mùa khỉ, hoặc là nhân viên y tế làm trong phòng lab mà tiếp xúc với virus đậu mùa khỉ, thì bệnh nhân nên chích vaccine trong vòng 4 ngày sau khi mà họ nghi ngờ tiếp xúc với bệnh đậu mùa khỉ. Chích càng sớm càng tốt trong khoảng thời gian này. Tại vì sau 4 ngày thì cái khả năng cũng như cái hiệu quả của vaccine nó giảm dần đi. Thì có hai loại vaccine được FDA chấp thuận là Jynneos hay còn là Imvamuse, Imvanex và các loại khác là Acam 2000. Thì cả hai các loại vaccine này đều dùng cái con virus bị làm yếu đi. Virus này nó vẫn còn sống nha quý vị, sống theo cái nghĩa virus chứ không phải sống theo nghĩa của chúng ta, nghĩa là nó không còn cái độc lực, không còn cái khả năng mà khiến cho chúng ta bị bệnh nữa. Chúng ta giống như là cắt hết những cái nguy hiểm của nó, chúng ta đưa cái xác cực kỳ yếu vào cơ thể chúng ta để cơ thể chúng ta tập nhận ra để quánh nó. Khi mà chúng ta đánh quen là tới cái con virus mạnh sau này có xuất hiện thì chúng ta nhớ nó và chúng ta đánh nó. Quý vị có thể xem những cái video khác của tôi về vaccine để hiểu từng cái nguyên lý, nhưng mà cái
virus này tôi nhắc lại là virus sống mà rất là yếu, hay gọi là modified live virus. Cái loại genials hay gọi là Evamuse là làm từ con virus vaccinia. Thì quý vị nhớ virus vaccinia là cùng một họ, bà con gần với con virus đậu mùa khỉ. Thì khi mà chúng ta đưa con virus ốm yếu này vô, nó không có làm gì được, vô nhìn cơ thể chúng ta rồi cười hì hì, rồi cơ thể chúng ta chạy tới đánh nó, đánh xong nhớ mặt nó, thì lần sau em ruột của nó là đậu mùa khỉ vừa vô mình đánh liền. Thì đó là cái nguyên tắc mà chúng ta dùng để giải cho hệ miễn dịch chúng ta. Thì vaccine Jynneo chúng ta cần chích 2 mũi và được FDA cấp phép vào năm 2021. Cái vaccine cũ hơn là vaccine ACAM2000 thì được chấp nhận từ năm 2015. Có cả trước Jynneo nhưng mà lý do tại sao mà ít được dùng là cái cách chích nó khác hơn. Thì cái vaccine này cũng là vaccine làm yếu từ cái virus vaccinia. Nhưng mà chúng ta chích bằng cách chúng ta lấy cái kim, chúng ta nhúng vào cái dung dịch đó, có cái con virus yếu rồi chúng ta chích vào. Chúng ta làm như thế này, nó không phải là chích kiểu mà chúng ta chích vaccine thường. Một câu hỏi khác với bị gỡ tôi là nước Mỹ thì có đủ vaccine cho bệnh đậu mùa khỉ hay không? Câu trả lời là yes, chúng ta có đủ. Thì theo thông báo từ Viện Lưu trữ Quốc gia, cái National Stockpile, thì Hoa Kỳ hiện nay có khoảng chừng 572.000 liều Jynneo. Tôi để cái link ở đây cho quý vị xem. Và cái hãng dược á, Bavarian Nordic, thì họ cũng có khoảng 1 triệu liều dự trữ và có thể sản xuất khoảng 15.9 triệu liều khi yêu cầu. Thì trong khi đó, Viện Lưu trữ Quốc gia cũng có khoảng chừng 100 triệu liều vaccine loại ACAM2000 có thể đưa ra trong trường hợp cần thiết. Bây giờ tôi nói tí xíu về chữa trị bệnh đậu mùa khỉ bằng thuốc kháng virus, hay còn gọi là TPOXX hay là Tecovirimat. Thì TPOXX là một cái loại thuốc đặc trị dùng để chữa bệnh nhân đang bị nhiễm đậu mùa khỉ và có triệu chứng nặng và có thể phát triển nặng. Cái cách chữa và cách tiên lượng cũng giống như là chúng ta chữa một cái loại virus, là nếu như bệnh nhân cái rủi ro nhập viện cao hơn hoặc là họ có những cái tiến triển dẫn tới những cái biến chứng nguy hiểm thì chúng ta dùng thuốc kháng virus. Thì thuốc này hoạt động bằng cách ức chế cái quá trình tạo vỏ của con virus mới sau khi nhân đôi. Và nếu như sau khi nhân đôi nó không có cái vỏ mới thì virus này không có hoạt động được. Liều dùng của Tecovirimat cho đậu mùa khỉ là uống viên 600g ngày 2 lần trong vòng 14 ngày. Lưu ý, thuốc này là thuốc đặc trị và bác sĩ điều trị muốn dùng thuốc này cần phải liên lạc với Sở Y tế địa phương tại Hoa Kỳ để cùng hợp tác với CDC để được nhận thuốc và tư vấn cách dùng thuốc. Những cái trị liệu khác cũng được hỗ trợ trong chữa trị bệnh đậu mùa khỉ, ví dụ như là chữa nhiễm trùng da, viêm sưng hoặc là những cái biến chứng khác lở loét hoặc là những cái biến chứng khác có thể liên quan tới do bệnh đậu mùa khỉ gây ra. Thì tùy vào trường hợp, bệnh nhân có thể được nhập viện để chữa nhiễm trùng chéo, chữa bị viêm phổi, chữa bị những cái bệnh khác. Và cái quan trọng hơn là bệnh nhân mà có hệ miễn dịch yếu phải rất là cẩn thận khi mà họ muốn dùng vaccine chữa đậu mùa khỉ. Lý do đơn giản tôi nói lúc nãy trên là những con vaccine này là vaccine nó còn sống, mặc dù nó rất là yếu, nhưng mà đưa vào cái người có hệ miễn dịch yếu thì cái hiệu quả của nó sẽ không tốt như là người có hệ miễn dịch khỏe mạnh. Nói tóm lại, bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh rất hiếm, nhưng mà có những cái dấu hiệu nguy hiểm như là tăng số ca nhiều ở nhiều nước và có những cái biến đổi quan trọng trong cái gene DNA so với những năm trước đây. Bệnh lây chủ yếu do tiếp xúc gần qua những cái đường tiếp xúc với chất dịch và có thể liên qua đường tình dục. Phần lớn bệnh nhân bị đậu mùa khỉ sẽ tự khỏi bệnh sau một thời gian kéo dài từ 2 tới 4 tuần. Và chúng ta đã có vaccine và chúng ta đã có thuốc đặc trị được FDA chấp thuận và có thể dùng khi cần thiết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Nguyễn Trang.